em Tiên đây. Ngày hôm nay Tiên xin phép được dẫn mọi người theo chân Tiên để cùng xem lễ bàn giao xe ở Tiên Phong sẽ diễn ra như thế nào nhé. Hôm nay nhà Tiên Phong sẽ tiến hành giao xe cho khách. Con bán tải luôn dẫn đầu phân khúc, đó chính là Ford Ranger. Nhìn trực diện từ đầu, nhiều người có thể nhầm lẫn đây là chiếc SUV Everest với thiết kế phần đầu bệ vệ, hiện đại, nước tản nhiệt và mặt ca lăng cơ bắp, cản trước khỏe khoắn mang đến cảm giác lực lượng cho xe. Một chi tiết rất nhỏ nhưng thể hiện được sự tinh tế của nhà Ford là bệ bước chân hai bên thùng giúp người dùng có thể sắp xếp đồ đạc một cách tiện lợi hơn ở những khu vực nằm sâu bên trong thùng xe. Nội thất của Ford Ranger với những điểm vừa lạ vừa quen, cách với màu nội thất dùng chỉ mai cùng tông với màu sơn ngoại thất mang lại cảm giác quen thuộc cho quý khách hàng. Táp lô xe nổi bật với màn hình thông minh giải trí trung tâm đặt dọc, kích thước 10 inch. Hiện tại con xe có giá là 688 triệu đồng. Còn ngày hôm nay, người sở hữu nó là anh Tuấn Anh, khách hàng đáng yêu của nhà Tiên Phong. Riêng đối với dòng xe Ford Ranger thế hệ mới, bạn Hùng đang tiến hành hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng Ford Pass, giúp các khách hàng có thể sử dụng xe một cách tiện lợi và dễ dàng hơn. Dạ, hôm nay em được biết là thông tin là hôm nay mình được nhận xe mới. Không biết là cảm xúc của anh bây giờ như thế nào anh ha? Rất vui rồi. Rất vui. Rất vui khi được trải nghiệm dòng xe mới. Dạ, tư vấn bán hàng bên em anh Hùng á, không biết là tư vấn cho mình có nhiệt tình không anh? Từ cái khúc mà anh quyết định mua xe cho cái khúc mà nhận xe luôn. Rất tốt em. Rất tốt. Dạ, anh thấy chiếc xe mới bên em dòng Ranger thế hệ mới anh thấy sao anh ha?
Đương nhiên là anh phải thích em mới mua. Thế này đúng không? Anh theo dõi lâu chưa anh? Khi mà xe chưa công bố chính thức là anh đã đặt rồi. Dạ, ừ. Em được biết hình như anh ở Lâm Đồng đúng không anh? Anh ở Sài Gòn nhưng mà anh đăng ký ở Lâm Đồng. À, dạ. Chắc là còn cái ứng dụng Fastpass anh thấy lúc nãy là bạn Hùng tư vấn cho mình có dễ hiểu không anh? Dễ hiểu, với cả tiện lợi. Tiện lợi, dạ rồi em cảm ơn anh. Hy vọng là một ngày nào đó thì anh sẽ quay trở lại bên em trải nghiệm những cái cảm giác tuyệt vời và mua thêm một chiếc xe mới nữa không chừng. Okay. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, cảm ơn em. Thế là kết thúc một buổi giao xe cho việc khách hàng thân yêu của nhà Tây Ninh Ford. Xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn Tây Ninh Ford. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo.